Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin bóng đá Việt Nam mới nhất của kênh Cuồng Bóng Đá Việt Nam. Để theo dõi liên tục những thông tin bóng đá cũng như ủng hộ cho chúng tôi, các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Sau đây là những thông tin bóng đá đáng chú ý trong 24 giờ qua. Báo Trung Quốc khuyên Quang Hải một câu chân thành về tương lai tại Pau FC. Tờ Sohu Trung Quốc đã lên tiếng khuyên Quang Hải nên rời khỏi Pau FC để trở về Nhật Bản hay Hàn Quốc thi đấu. Quang Hải không được ra sân một phút nào trong trận đấu với Saint Etienne ở vòng 7 League 2. Đó là lần đầu tiên trong mùa giải này tuyển thủ Việt Nam phải nếm trải cảm giác đó. Không ít người cảm thấy lo lắng khi thời gian thi đấu của Quang Hải ở Pau FC là ngày một giảm dần. Trước tình trạng này, tờ Sohu thừa nhận dự cảm về tương lai bất ổn của Quang Hải ở Pau FC. Bên cạnh đó, tờ báo này còn khuyên tuyển thủ Việt Nam nên rời khỏi câu lạc bộ để sang Nhật Bản hay là Hàn Quốc thi đấu. Tờ báo của Trung Quốc viết: Pau FC chỉ là đội bóng yếu ở League 2. Tuy nhiên, ngay cả ở đội bóng như vậy, Quang Hải vẫn không được ra sân một phút nào. Trong số 6 tiền vệ của Pau FC, Quang Hải là người ra sân ít nhất với trung bình chỉ 30 phút trên một trận đấu. Trong số những người cạnh tranh vị trí với Quang Hải có tuyển thủ bờ biển Nga Xavier Kouassi, cầu thủ người Benin Cesc Di Almeida hay là cầu thủ người Senegal Henry Saibet. Trong số này thì Henry Saibet đáng chú ý nhất khi từng có thời gian thi đấu cho Newcastle ở giải Ngoại hạng Anh. Điều này khiến cho Quang Hải gặp khó khăn trong việc cạnh tranh. Hoàn cảnh của Quang Hải giống với Goulet ở Espanyol hai mùa giải trước. Ở mùa 2020-2021, Goulet chỉ xếp thứ 19 về thời gian ra sân ở câu lạc bộ. Tới mùa 2021-2022, anh chỉ xếp thứ 22 về thống kê này. Không phải huấn luyện viên trưởng Espanyol không tạo điều kiện cho Goulet ra sân, mà vì cầu thủ này không đủ trình độ. Sau đó, tiền đạo sinh năm 92 đã rời câu lạc bộ Tây Ban Nha để về nước thi đấu. Bóng đá chuyên nghiệp luôn tồn tại sự cạnh tranh khốc liệt. Những người trụ lại, vươn lên đỉnh cao phải mạnh mẽ nhất. Hiện tại có không ít cầu thủ châu Á thi đấu ở châu Âu, trong đó có cả những cầu thủ của Oman, Uzbekistan, Bahrain, Jordan và Syria, v.v. Nhưng mà không phải ai cũng gây được ấn tượng. Rõ ràng với những cầu thủ thuộc đội tuyển hạng 2, hạng 3 ở châu Á, nếu họ muốn ra nước ngoài thi đấu thì việc thử sức ở giải Nhật Bản hay Hàn Quốc là sẽ tốt hơn. Trong khi đó, tờ 163 cho rằng Quang Hải thậm chí còn thể hiện kém hơn cả Goulet khi sang châu Âu thi đấu. Tờ báo này viết, báo chí Việt Nam cho rằng Quang Hải sánh ngang và thậm chí là hơn cả Goulet. Tuy nhiên, cần nói thêm rằng Goulet thi đấu ở giải La Liga, còn Quang Hải chỉ chơi ở giải hạng 2 Pháp. Bên cạnh đó, Goulet còn hơn Quang Hải khi từng thi đấu ở Europa League. Vì vậy, tiền vệ người Việt Nam cần nỗ lực và chăm chỉ hơn nữa nếu không muốn trở thành người thừa ở Pau FC. Tờ La Repre des Pyrénées của Pháp thừa nhận có thời điểm Quang Hải rất được kỳ vọng ở Pau FC. Nhưng hiện tại hiệu ứng của ngôi sao này đã giảm đi đáng kể, gây lo ngại ở Việt Nam. Trong bài báo xuất bản hôm 7 tháng 9 theo giờ châu Âu, tờ La Repre của Pháp viết: tình trạng của Quang Hải lúc này tạo ra sự lo lắng ở Việt Nam. Hơn 2 tháng sau khi đầu quân cho Pau FC, Nguyễn Quang Hải, người có biệt danh là Messi Việt Nam, chấp nhận tình cảnh thời lượng được thi đấu của mình giảm dần theo từng vòng đấu. Tình trạng đó của Quang Hải bắt đầu tạo ra sự lo lắng ở Việt Nam. Tờ La Repre bình luận, tờ báo trên thẳng thắn chỉ ra rằng có thời điểm Quang Hải nhận được rất nhiều sự kỳ vọng khi gia nhập Pau FC, tạo ra sức hút rất lớn ở đội bóng đang chơi ở giải League 2, tức là giải hạng nhì của nước Pháp. Những chuỗi trận không thành công của Pau FC từ đầu mùa giải đến giờ khiến cho niềm tin của huấn luyện viên Didier Thorlot dành cho Quang Hải đang giảm đi đáng kể. Tờ La Repre tiếp tục chia sẻ, sự xuất hiện của Quang Hải ở vùng Bern từng gây ra sự chấn động. Hàng loạt người hâm mộ đổ xô theo dõi fanpage của Pau FC, với số lượng người đăng ký tăng vọt từ 30.000 lên con số 400.000 chỉ trong mùa hè vừa rồi. Nhưng hơn 2 tháng sau, sự quan tâm dành cho Nguyễn Quang Hải giảm dần theo từng trận mà anh ngồi dự bị nhiều hơn được ra sân. Sau 7 vòng đấu thuộc League 2, Quang Hải chỉ được đá chính 2 lần với tổng cộng là 210 phút thi đấu trên sân, tờ La Repre viết. Điều đáng lo ở chỗ, phong độ sa sút của Quang Hải lại gần với thời điểm của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tập trung, ra soát đội hình để hướng về AFF Cup 2022. Thực tế này có thể khiến cho suất đá chính thức của Quang Hải ở đội tuyển bị ảnh hưởng, đồng thời cơ hội đòi lại ngôi vô địch AFF Cup từ Thái Lan giảm sút. Nếu Quang Hải không thể hiện phong độ tốt nhất của mình tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm nay, tờ La Repre bình luận, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang chờ đợi ngày Quang Hải quay lại khoác áo đội tuyển quốc gia. Đây sẽ là cơ hội để Quang Hải tìm lại sự tự tin, làm bàn đạp cho việc tìm kiếm phong độ tốt hơn tại Pau FC. Những gì từng xảy ra với Đoàn Văn Hậu tại SC Heerenveen, Hà Lan và Nguyễn Công Phượng
tại Sint Truidense, Bỉ, khiến mọi người sợ thất bại như thế lặp lại trong trường hợp của Quang Hải. Thậm chí nhiều người còn cho rằng Quang Hải lẽ nào đã chọn nhầm câu lạc bộ, tờ La Rep nhấn mạnh. Góc nhìn của tờ báo này cho rằng Quang Hải cần có sự kiên nhẫn, bởi không có thành quả nào không đến từ sự kiên nhẫn. Tờ La Rep tiếp tục bình luận, Quang Hải vẫn là cầu thủ vô danh ở môi trường bóng đá châu Âu. Điều đó có nghĩa là không ai đòi hỏi anh phải hòa nhập ngay với môi trường mới. Anh ấy có thể bình tĩnh thực hiện việc này. Tăng cường lực lượng hàng công rầm rộ với 8 cầu thủ mới, nhưng Pau FC lại có khả năng săn bàn kém nhất tại League 2. Sau 7 vòng đấu, Pau FC mới ghi được vỏn vẹn 5 bàn thắng. Chỉ có một đội duy nhất có thành tích ghi bàn kém hơn Pau FC là Grenoble Foot 38. Nhưng mà đội bóng này giành được tới 9 điểm và đứng ở giữa bảng xếp hạng, trong khi Quang Hải và đồng đội xếp cuối. Trong 5 bàn thắng của Pau FC, có tới 4 bàn được ghi bởi Henry Sabet từ những tình huống cố định. Bàn còn lại là pha tỏa sáng của Stevie Belsnat. Cả hai cầu thủ kể trên đều là những tiền vệ. Các tiền đạo của Pau FC thể hiện phong độ rất kém. Đội bóng của Quang Hải chỉ tung ra 16 cú dứt điểm sau 7 trận đấu, trung bình chỉ khoảng 2 lần mỗi trận và là thấp nhất giải. Huấn luyện viên Tholot thừa nhận ông thiếu phương án chất lượng cao ở tuyến trên, dù Pau FC chiêu mộ tới 8 cầu thủ tấn công trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Chúng tôi tạo ra nhiều tình huống, nhưng tình huống đến cơ hội thực sự vẫn có sự khác biệt lớn. Chúng tôi uy hiếp khung thành chưa đủ nhiều, rõ ràng là vậy. Pau FC cần cải thiện điều đó. Huấn luyện viên trưởng của Pau FC phát biểu trước trận gặp Lavan ở vòng 8 League 2. Trong trận đấu với Saint-Étienne vào tuần trước, huấn luyện viên Tholot tung 5 tiền đạo và tiền vệ cánh vào sân khi cần tăng sức tấn công. Nhà cầm quân người Pháp không sử dụng đến Quang Hải khi đã có Henry Savet trên sân. Cầu thủ từng một thời là tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Pháp, vừa có thể làm tốt trong vai trò nhạc trưởng, vừa biết tỏa sáng bằng những cú đá phạt. Khi Henry Savet đạt trạng thái thể lực tốt nhất và có thể thi đấu trọn vẹn 90 phút, huấn luyện viên Tholot tìm ra được phương án ưng ý cho hàng tiền vệ. Ông nói rằng tuyến giữa của Pau FC đã ổn định và chỉ còn lo lắng ở hàng công. Sơ đồ hiện tại của Pau FC tạm thời không phù hợp với Quang Hải. Huấn luyện viên Tholot bố trí hệ thống 3-5-2, trong đó hàng tiền vệ 3 người gồm 2 cầu thủ đá lùi hỗ trợ cho Henry Savet. Khi huấn luyện viên Didier Tholot tập trung điều chỉnh hàng công, có lẽ Quang Hải phải tiếp tục chịu cảnh dự bị. Đang trải qua giai đoạn khó khăn ở Pau FC, Quang Hải cần tiếp tục kiên nhẫn chờ cơ hội. Tờ La Rep đăng bài viết có tiêu đề tình thế của Quang Hải gây ra sự lo lắng ở Việt Nam. Bài viết đề cập đến việc tuyển thủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội ra sân tại Pau FC. Thời lượng thi đấu của Quang Hải, biệt danh Messi Việt Nam, giảm dần qua từng trận. Sự khởi đầu khó khăn của Quang Hải bắt đầu khiến các cổ động viên Việt Nam khó chịu. Tác giả Lauren Venace mở đầu bài viết trên tờ La Rep. Sau 7 vòng đấu đầu tiên của mùa giải League 2, Quang Hải chỉ đá chính 2 trận. Trong 5 trận còn lại, có 3 trận cầu thủ này được tung vào sân từ bàn ghế dự bị và thi đấu khoảng từ 20 đến 30 phút. Dấu hiệu đáng lo đối với Quang Hải là thời lượng thi đấu của anh giảm dần trong các trận đấu gần đây. Gần nhất, Quang Hải ngồi dự bị cả trận, không được sử dụng phút nào khi Pau FC hòa Saint-Étienne với tỷ số 2 đều ở vòng 7. Chiến thuật ưa thích của huấn luyện viên Tholot là sơ đồ 5-3-2 với 2 tiền đạo, không phù hợp với tiền vệ tổ chức như Quang Hải. Tác giả Vinace phân tích, đồng thời chỉ ra rằng các cổ động viên Việt Nam dần mất đi sự kiên nhẫn và không hài lòng với Pau FC. Điều này được thể hiện rất rõ trên Facebook của đội bóng. Các bài đăng trên trang của Pau FC vẫn thu hút rất nhiều tương tác từ người hâm mộ Việt Nam. Tuy nhiên, số lượng bình luận chê bai, chỉ trích đội bóng thì càng lúc càng tăng thêm. Cuối bài viết trên trang La Rep, tác giả Vinace cho rằng Quang Hải đang ở trạng thái ẩn mình tại Pau FC và cần tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Tuyển thủ Việt Nam cũng cần phải tận dụng những trận đấu sắp tới khi mà trở về đội tuyển quốc gia để lấy lại sự tự tin trước khi tiếp tục đối mặt với thử thách khó khăn ở câu lạc bộ